Nghe em. Alo, dạ anh Khánh, bây giờ em hồi chiều em có nghe anh nói về cái chỉ số của bên cetanin của anh á, là sau khi em phẫu thuật 2 tuần là có giảm. Thì bây giờ em xin phép em ghi âm lại cuộc gọi ha, để em làm video chia sẻ thêm thông tin cho mọi người. Dạ, bây giờ cho em hỏi một số câu hỏi ha anh Khánh. Anh bị suy thận là từ khi nào vậy anh Khánh? Anh bị suy thận là thận đa nang. Thận đa nang thì nó đúng ra là anh cũng biết là đa nang vậy thôi. Dạ. Nhưng mà sau này cái bác sĩ nói là cứ theo dõi, thì anh theo dõi thì anh thấy nó suy từ lúc 2 chấm mấy rồi lên 3 chấm rồi 3 chấm mấy. Anh mới hỏi bác sĩ là có thuốc gì trị không, thì bác sĩ nói là không. Đúng rồi, 2 chấm mấy có... nếu mà anh trị ngay từ sớm là em nghĩ nó sẽ rất là tốt đó, là nó nằm trong giai đoạn 1-2 đó. Xong rồi lên tới 4 chấm. Dạ, lên 4 chấm mấy. 4 chấm mấy lên là lọt qua giai đoạn 3 luôn. Dạ. 4.9 thì bác sĩ lúc anh đi qua Mỹ anh xét nghiệm thì xét nghiệm nó nói là 4.9 rồi anh chuẩn bị phải lọc máu. Dạ. Em hiểu không? Phải lọc máu rồi xong rồi anh mới về anh cũng nó đúng rồi là cũng hơi buồn. Dạ. Rồi anh lục lại trên mạng coi có gì thì anh thấy cái video của em á. Dạ anh Khánh. Anh thấy hay quá, cũng không phải là cái dạng kinh doanh. Dạ. Cho nên anh uống thử. Anh thấy uống thử. Anh thử thì 2 tuần thì anh hôm bắt nay đầu thử là được 2 tuần ha anh. Dạ. 2 tuần em đúng 2 tuần đó. Rồi anh mới nói là thôi để anh đi vô bệnh viện anh test thử. Mà sao anh xét nghiệm sớm quá vậy? Thường á thì bác sĩ sau 3 tháng mới cho xét nghiệm mà. Không. Tại mình muốn hả? Mình yêu cầu hả? Anh muốn yêu cầu anh tự anh đi khám. Dạ. Khám thì bệnh viện 115 thì họ nói là anh 3.9. Dạ. Thì bác sĩ mới hỏi anh uống thuốc gì. Anh mới nói là bác sĩ thường thường ở bên Mỹ cho tôi cái hạ huyết áp. Dạ. Huyết áp. Dạ. Với lại một viên thuốc cholesterol. Dạ. Mỡ máu vậy thôi à. Dạ. Chứ không có ngoài ra không cho thuốc gì hết. Dạ. Rồi có dặn kiêng cữ này kiêng cữ kia. Dạ. Đó, nhưng mà sau khi anh uống xong rồi anh về đi, anh về Việt Nam được 3 tuần mà anh uống cỏ này 2 tuần rồi. Dạ. Thì anh thấy anh để anh đi xét nghiệm lại. Nó xuống, nếu mà trong vòng 2 tuần mà xuống vậy là tốt lắm đó anh, là nó gần quay về cái mức suy thận giai đoạn 2 rồi đó. Phải không? 3.9 là 3.5 là bắt đầu là lọt trở về giai đoạn 2, còn anh 3.9. Còn từ 3.5 cho đến 5.9 là giai đoạn 3 đó, là của anh mà bây giờ giảm về giai đoạn 2 tuần quá nuôi. Tốt luôn. Dạ. Anh cũng anh thấy bên em thì hấp, nhưng mà anh thì anh hấp xong rồi anh bỏ vô trong cái ly cối anh xay. Dạ, anh xay à. Khó ăn quá ha anh. Dễ. Dạ. Khó ăn quá ăn mấy cái đầu ăn. Bây giờ anh được, cho em hỏi tiếp là khi mà mới ăn ngày thứ nhất ngày thứ hai cái cơ thể anh nó có bị khó chịu gì không? Anh bị phản ứng là ngoài da đó, anh thấy nó xì ra nó giống như là ngày nó da ngứa hả? Nó dị ứng vậy đó. Dạ. Không có ngứa mà nó nổ ra thì anh cũng sợ anh lo. Dạ. Nhưng mà anh thấy anh cũng ráng uống anh coi nó làm sao thì dạ. Uống thì anh thấy nó trở lại bình thường, nó cái da anh trở lại là bình thường. Là khoảng mấy ngày nó trở lại bình thường anh? Khoảng cả tuần lễ á, 3-4 ngày. Nó nổi mẩn ngứa hả? Ủa nó nổi mẩn hả? Nó nổi mẩn mẩn đỏ. Nổi đỏ da hả? Nó đầy da mình ra. Dạ. Những cái da non giống như nó dị ứng, như nó ửng da lên đúng không? Ửng da phải không? Giống như dị ứng vậy đó. Tại vì có một số người á là họ ăn trong vòng 1-2 ngày đầu không sao hết. Có một số người thì khi ăn 1-2 ngày đầu cơ thể nó còn cào, họ nó là cái bao tử họ khó chịu. Tại vì em nói giống như đúng rồi, nó có chút xíu, nó có chút xíu. Đúng rồi. Giống như mình lâu mà đi ăn đám tiệc đi mà mình ăn quá nhiều thịt vô thì cơ thể mình nó cũng khó chịu, mình cũng bị rối loạn tiêu hóa. Thì đúng em rồi, cũng khuyên đúng một rồi. Số người họ cố gắng 1-2 ngày sau đi thì sau khi qua 2-3 ngày đó thì họ cảm thấy bình thường và 1-2 tuần sau đó họ cảm thấy cơ thể nó mát mẻ thoải mái thì em mới hỏi anh lại, thì bây giờ anh đang thấy anh bình thường sao? Nhưng mà điều cái dạ dày thì nó hơi giống như là nó hơi cái lễ nó như nó không tiêu em có làm tiêu. Hơi dạ. Hơi chút xíu hơi khó chút xíu dạ thì em cũng hướng dẫn mọi người á là mình nên ăn từ từ. Ban đầu chưa quen mình ăn từ từ, mình tập cho cái bao tử mình nó quen. Anh rồi thì cũng nạp nhiều à, nạp. Thì em nghe anh nói anh sai quá trời đó anh uống. Anh uống, dạ. Anh đáng cố gắng anh uống. Dạ thì em thì anh thấy hôm nay nó có triển vọng tại vì nó đúng ra tôi chưa bao giờ mà nó hạ, lần này nó hạ. Là trước giờ là anh chưa bao giờ thấy hạ phải không? Mà bây giờ là anh thấy hạ. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà hạ cái số lượng này là nó con số nó đáng kể đó chứ hạ không nhiều phải là thường đâu. Đúng rồi. Rồi lúc trước anh thấy tuyệt vọng quá. Dạ.
tại vì ba em lúc á, trước anh thấy tuyệt vọng. ba em thì hồi trước cũng suy thận giai đoạn 2 đó, thì bác sĩ cũng nói vậy, nó cứ tăng lên và nó sẽ không hết. Thì em mới cái này ba em mới ăn hết thì em mới chia sẻ lại. Thì một số thì người đó, có đặt câu cũng, hỏi. Cảm ơn Sơn. Anh thấy nhờ cái clip của em anh thấy anh rất là may mắn. Em nói là cách đây mười mấy năm mà ba em đã hết rồi mà em không chia sẻ ra được cho mọi người, cái đó là nó rất là đáng tiếc. Nên là hiện giờ em muốn dùng nhiều nguồn thông tin của những người đang theo dõi Cỏ Mực nè, em lưu lại để em chia sẻ thông tin cho mọi người có động lực. Đó, thì đúng mọi rồi, người hỏi là cách ăn anh thế nào, thấy hay đó. Em mới nói là cái bác sĩ Tây Y dặn như thế nào, thuốc như thế nào và kiêng cử mình phải theo như vậy. Còn cái Cỏ Mực này mình giống như là mình trị lâu dài, mình phải ăn tháng này qua tháng nọ thì anh, giống như ăn cao thôi. Anh có bác sĩ có hỏi anh, dạ. Anh cũng trình bày, anh nói là lúc tôi ở Mỹ tôi về là 4.9. Dạ. Mà bây giờ tôi đang xét nghiệm lại thì còn 3.9. Dạ. Thì bác sĩ mới hỏi anh là anh uống thuốc gì. Anh kia nói có uống thuốc từ ở bên Mỹ là hạ huyết áp với lại thuốc hạ cái cholesterol máu thôi. Giảm cholesterol chứ còn với lại kiêng dặn ăn uống rồi phải kiêng cử. Dạ. Đó, rồi. Nhưng mà cử lúc về đây thì cũng kiêng là kiêng vậy thôi chứ còn thèm cũng cứ ăn nè. Đó, nhưng mà tôi uống nói thiệt với bác sĩ là tôi uống Cỏ Mực. Dạ. Thấy bác sĩ làm tin. Thấy bác sĩ làm tin rồi. Thì tại vì bên thuốc nam thì họ bác sĩ Tây y họ anh đã ở thế bên Mỹ biết. Anh uống thuốc bên Mỹ cũng bao lâu rồi anh điều trị? Anh uống cũng mấy năm rồi. Dạ. Mấy năm. Dạ. 2-3 năm. Bây giờ anh Khánh về Việt Nam được lâu không? Anh về chắc vài tháng nữa đi lại. Dạ, vậy anh cố gắng nha anh Khánh. Mình cố gắng mình duy trì để cho nó. Thì đó anh ráng anh uống Cỏ Mực rồi anh bây giờ anh đang phơi đó mà mai mốt mà anh mang theo ha. Anh, dạ. Thì có thể phơi nó sẽ không có hiệu quả bằng tươi nhưng mà thôi mình mang theo. Anh cũng nghĩ tại vì thường thường á cái suy thận á nó sợ cái khô, cái thuốc khô thì dạ, nó có kali. Rồi. Đúng. Dạ. Đó thì anh cũng không thích lắm nhưng mà anh uống ở đây là uống thuốc tươi. Dạ. Cái tươi. Nó hay hơn. Dạ, vậy anh Khánh cố gắng thêm, anh bây giờ anh còn ở Việt Nam được bao lâu nữa anh Khánh hả? Khoảng bao lâu tháng nữa? Anh tới tháng 9 em mới đi. Tháng 9 ha, rồi anh cố gắng anh duy trì để mình tiếp tục mình theo dõi ha. Tại vì hôm bữa em có đăng thêm một cái clip rồi của một cái ông bác dựng hai sang đó, hết là không biết anh có coi chưa? Anh thấy, anh có thấy. Dạ, anh đó thấy. Thì em đăng thêm cái clip thứ hai thì rất là nhiều người có động lực. Đó, một số người thì họ lại không có tin. Anh cũng thấy để cho nhiều người họ biết họ uống. Nhiều người họ không có tin thì em mới nói là có thể là họ người ngoài cuộc, họ không có quan tâm gì suy thận lắm. Chứ thật sự họ làm như vậy, họ nói những cái điều không tốt á, là vô tình họ làm ảnh hưởng nhiều người lắm. Thì em muốn dùng chính những người trong cuộc để chia sẻ thông tin, để tạo động lực cho mọi người. Hôm nay anh gọi em là để cho em nói cho nhiều người biết đó. Dạ. Họ cứ thử đi, họ thử đi, không chừng 1-2 tháng rồi họ xét nghiệm. Nhưng mà dạ. Anh mới có 2 tuần nên. Thì với lại phải anh ở bên Mỹ mà 2-3 tháng. Anh cũng ngại lắm, anh cũng ngại cái chuyện này lắm, uống thuốc nam rồi anh sợ lắm nhưng mà cái nó giống như con đường cùng mà. Dạ. anh không còn cái gì khác thời hơn gian là dài anh. Là anh cũng theo thuốc tây rồi và bác sĩ cũng biết là thuốc tây sẽ không có hết đâu mà cái cây Cỏ Mực này thì nó không có độc tính mà mình có thể uống song song với thuốc tây được nên là đúng mọi em. Người đúng nên uống thử. Dạ. Và giả sử có thể một số người đối với họ sẽ không hợp nhưng mà cứ thử đi, nó không có độc hại gì hết thì mình cứ nên dùng. Anh thấy từ chỗ mà nó không độc hại là uống tươi đó. Dạ. Còn như rau á, anh coi gì cây Cỏ Mực cũng nhiều lắm, lúc mà anh coi khi bên clip của bên em á thì anh dạ. Anh coi anh nghiên cứu về cây Cỏ Mực này anh thấy thì nó không có độc tính. Dạ. Mà uống tươi nữa thì anh thấy ok, giống như rau thôi. Dạ, thì uống nó giống rau, như rau chỉ nó hơi hôi tí thôi. Mà tại vì anh nó uống nhiều thì chắc nó phản ứng cơ thể anh, nó làm cho nó nổi ra dạ, đầy. Em đoán là do anh uống nhiều quá, bao tử anh chưa quen thì nó bị dị ứng tí. Dạ, chứ một số đúng người rồi. Thì họ tập từ từ thì không có bị. Rồi, cảm ơn anh Khánh rất là nhiều. Rồi, cảm ơn Sơn. Sơn có cho nhiều người biết để họ. Họ có thể là phước chủ mê thầy mà biết đâu gặp may mắn với họ. Dạ, có thể cái đợt xét nghiệm sau á, anh xét nghiệm xong em sẽ lên gặp trực tiếp anh để uống cà phê anh em mình nói chuyện thêm. Rồi, chia sẻ tiếp rồi, thông okay, cho nó chuẩn xác cho mọi người tin tưởng. Rồi, ok em. Dạ, cảm ơn anh Khánh rất nhiều ạ. Rồi, chúc em nhiều sức khỏe nha Sơn nha. Dạ, rồi, cảm ơn anh. Chào cảm ơn em.